Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Thì hiện tại đứng bên cạnh em Tuyên đây chính là em Vào mọi người ạ. Thì hiện tại hai anh em đang đứng trước cửa trường cấp 3 mọi người. Đây, đằng phía sau đây chính là ngôi trường cấp 3. Thì cho em Tuyên giới thiệu một chút thì đây chính là cái ngôi trường mà ngày xưa em Tuyên cũng đã theo học 3 năm cấp 3 đấy. Vì thực sự mọi người là em Tuyên cũng học hết từ năm lớp 1 đến năm lớp 12 là ở toàn huyện Mèo Vạc. Vì quê hương Mèo Vạc chính là cái quê hương thứ hai của em Tuyên, thì em Tuyên đẻ ra và sinh ra và lớn lên và hiện tại đang sinh sống và cũng là làm việc ở tại huyện Mèo Vạc này. Thì đây cũng chính là một ngôi trường cũ. Thì ngày hôm nay thì em Tuyên cũng không phải là quay lại ngôi trường để là lấy bằng hay làm cái gì cả. Nhưng mà ngày hôm nay là em Tuyên cũng rất là vui mừng quay lại để đưa em vào để tiếp tục theo học nha mọi người. Thì cũng là được các cô chú như cô Hoa, chú Hùng đã cố gắng hỗ trợ, tài trợ cho em vào để vào theo học 3 năm cấp 3. Thì cũng đã hôm nay em Tuyên lên làm tiếp cái thủ tục để cho em vào tiếp tục theo học nha. Thì cũng trước hết thì cho cháu xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cô chú mạnh thường quân đã luôn luôn quan tâm đến kênh Tuyên Hà Giang cũng như là em vào đây thì để giúp cho em vào tiếp tục theo học 3 năm cấp 3 nhá. Thì hiện tại bây giờ trong bản thân em Tuyên thì cái cảm giác nó cũng nao nao, rất là vui vì cũng được lần đầu tiên là đưa một gọi là mình là hiện tại có thể em Tuyên gọi là một người phụ huynh đỡ đầu cho một em để vào em đi học ấy, thì em Tuyên cái cảm giác rất là vui. Thế còn vào cảm giác như nào? Em thấy cảm giác rất là vui. Thế nhìn thấy các bạn bè học thế nào? Mình thấy các bạn bè học thì mình rất là thích. Thích đúng không? Thế bây giờ thì cũng chỉ còn ít phút nữa thôi. Chúng ta vào là làm thủ tục xong thì xin phép các thầy cô thì cũng chỉ ngày mai ngày kia là chúng ta lại tiếp tục đi học rồi nhá. Vâng. Bây giờ thì em Tuyên cũng không dài dòng nữa, liên tiên nữa. Chúng ta xin mời tất cả các cô chú vào trong trường cấp 3 làm những cái thủ tục cho em và tiếp tục theo học cho mọi người. Em Tuyên xin mời ạ. Đây mọi người, thì bây giờ thì em Tuyên với em và sẽ là đi vào trong trường cấp 3 này để hỏi các thầy giáo xem nào. Đây chính là cái quang cảnh ngôi trường cấp 3 đây. Thì ngày xưa em Tuyên học ấy thì chỉ mới học ở cái ngôi trường chính này thôi. Đợt đấy là cái dãy nhà bên đằng tay em Tuyên chỉ này. Đây. Cái đây là cái dãy nhà này là ngày xưa là chưa xây. Đấy. Thì đợt trước là cái trường đây là sân đằng bên đây là hố cát này. Đấy, xây ngày xưa ở đằng chỗ tay em Tuyên chỉ kia thì chính là cái dãy nhà tập thể thôi. Em Tuyên học cái trường chính này thôi. Đây. Và đây là cũng một cái dãy nhà mới này. Đấy thì bây giờ em Tuyên sẽ xin phép là lên phòng hiệu trưởng nữa. Lâu lắm em Tuyên không vào đây, không biết là phòng hiệu trưởng đâu, nên lên gặp các thầy cô giáo hiệu trưởng để làm thủ tục nhé. Đây mọi người ơi, thì hiện tại mới em Tuyên với em Và vừa ở bên trên phòng hiệu trưởng cũng làm các thủ tục xong mà cũng đang một hai vướng mắc nên cũng phải đợi chiều nay mới có kết quả nữa mọi người nhé. Bây giờ có lẽ là em Tuyên với em Và sẽ về nhà, chiều nay đợi kết quả xem sao. Xin thưa mọi người, thì bây giờ em Tuyên đang với em Và đang ở trong nhà của em Tuyên thì cũng đang ngồi nghỉ một chút vì lúc nãy là có lên nói chuyện với cô hiệu trưởng trường cấp 3. Thì hiện tại là em Và cũng đang khúc mắc một tí, đang bị vướng mắc một tí vì là cái thời gian em Và ra là hơi muộn. Đúng không? Cô bảo hơi muộn đúng không? Đúng. Cô gửi hết cái danh sách, theo nhà trường là đã gửi hết cái danh sách của các em được hỗ trợ hay những cái em danh sách học sinh hay sao ấy, là xuống dưới cơ sở rồi, dưới tỉnh rồi. Nhưng không biết là em ấy còn được theo học nữa hay không thì cô đấy đã lấy thông tin và để tra lại học bạ và tra lại lớp xem ngày xưa em thế nào. Và cũng đã lấy số điện thoại của em Tuyên và để xem là cô đấy hứa là sẽ là 4 giờ để cô đấy chờ trả lời xem là em đấy có được tiếp tục theo học không. Vì là cái học bạ thì nghe nói là không được bảo lưu, cái kết quả là không được bảo lưu. Bây giờ chắc chắn là em đấy sẽ học lại từ lớp 10 đi. Nhưng mà bây giờ cái điều quan trọng nhất là không biết là có được tiếp tục theo học hay không nữa, nên là em Tuyên cũng không rõ nữa như nào nữa. Mà bây giờ thì đang đợi cô đấy kiểm tra lại. Và bây giờ thì hai anh em thì cũng sốt ruột. Em có sốt ruột không? Có lo là không được đi học nữa không? Có lo đúng không? Vâng. Anh thì anh cũng đang lo đây, không biết là thế nào vì bên cái cách làm việc của bên sở giáo dục, bên cơ sở giáo dục đây không biết là như nào nữa. Nhưng mà chắc chắn là phải có khúc mắc gì chứ, nếu không thì chắc chắn là sẽ được nhận luôn rồi, nhưng mà chắc phải vướng mắc một cái gì đó. Nên là bây giờ thì em Tuyên cũng đang với em Và
đấy, như hai anh em thì cũng trả lời là rất là sốt ruột, thì cũng phải đợi thôi. Còn như em và nó đến thì thực sự là đến thấy không khí trường học thế nào, thấy có nao nao như nào không? Có. Đấy cũng rất là nao đúng không? Nao lòng, nhìn thấy là thấy các bạn bè đang vui chơi học thể dục thể thao đấy mà chơi bời các thứ như thế cũng thấy thích đúng không? Vâng. Anh thì ngày xưa anh cũng rất là, nói chung là em Tuyên thì là một thằng học cũng học dốt thôi mọi người, rất là lười học, nhưng mà lười học nhưng mà rất thích đi học mọi người ạ. Vì đi học thì có bạn bè, ở nhà thì lại không có bạn bè. Đấy, thế mới khổ là em Tuyên lại không được học giỏi, học dốt, nói chung là như thế. Nhưng mà đi học thì người ta bảo là nhất quỷ nhì ba, thứ ba là học trò mà mọi người. Nên là những cái gì đấy, những cái gì vui nhất là trong cái đời học sinh đấy. Nên là cái quãng năm thời cấp 3 là cái quãng thời gian mà cũng đã biết rồi đấy. Bây giờ như các em và này, các thế hệ bây giờ nhá, thì theo em Tuyên đánh giá là các em đấy cấp, những người nào tinh danh là tầm lớp 1, cuối năm lớp 5 đến năm cấp 2 đã là biết rồi. Nhưng ngày xưa đội em Tuyên cái thời năm cấp 2 còn tổ lắm, còn ngu ngơ lắm, không được tinh danh như bây giờ đâu mọi người ạ, thực sự là như vậy. Nên là cái tuổi học sinh ấy là cái tuổi ăn tuổi chơi và cũng là tuổi được nghịch theo cái thỏa sức đam mê của mình. Đấy, nó thú thực với mọi người như vậy, nên là người ta có cái câu là đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba là học trò. Nên là cái thời gian đấy là cái thời gian đẹp nhất của con người đấy, vừa đi học vừa được trải nghiệm cái cuộc sống và vừa được thỏa thích vui chơi. Nên là cũng lúc đấy em Tuyên đứng trước cái cổng trường ấy, thấy cũng thấy rất là vui, vì là em Tuyên cũng ra trường đã được ra trường cấp 3 cũng được là 10 năm rồi. Nhưng mà đợt mới vừa rồi là năm ngoái là có họp lớp ấy, là 10 năm gặp lại các thầy cô giáo với nhau thì rất là vui mọi người ạ. Đấy, như là cái cô Hạnh ấy, là ngày xưa có dạy anh đấy, là ngày xưa dạy anh nhưng bây giờ đã là hiệu phó của hiệu trường rồi, mà hiệu phó của trường rồi, mà bây giờ gặp lại cũng rất là vui khi cô trò gặp lại nhau. Và cũng như cái quãng thời gian vừa rồi là 10 năm bắt đầu mới gặp lại nhau, xong rồi hàn huyên tâm sự và ngày xưa em học thế này, ngày xưa em học thế kia, rất là vui. Mà bây giờ cũng đến gặp lại ngôi trường mình, nó thay đổi mới hoàn toàn luôn. Ngày xưa thì em Tuyên chỉ có một dãy mới thôi, còn bây giờ thì cả ngôi trường là mới hết. Nên là các em học sinh đông đúc hơn ngày xưa rất là nhiều. Đấy, nên là cũng cái không khí đi học rất là vui. Nhưng mà cũng chỉ mong muốn bây giờ em Tuyên với em Và chỉ ngồi nhà thôi. Bây giờ phải giải quyết được cái vấn đề đầu tiên là việc học của em Và đã, xem là có được đi học hay không, thì mới bắt đầu mới tiếp tục cái công cuộc là đi sắm đồ học này, đồ dùng học tập này. Đấy, thì lúc đấy mới tiếp tục cái bước tiếp theo được. Nhỡ đâu chẳng may em Và lại bị lỡ hay sao hay như nào đó mà không được tiếp tục theo học thì cũng rất là dở. Mà đi sắm hết rồi thì không được đi học thì nó cái một sự hụt hẫng nào đó. Này là bây giờ xin mời tất cả quý cô bác cùng anh chị sẽ đợi đến 4 giờ đợi cái kết quả của em Và xem có được tiếp tục theo học không nha mọi người. Thì bây giờ hãy cùng em Tuyên ngồi chờ đợi nhé mọi người. Hẹn mọi người ở cái phần tiếp theo xem là em Và có được đi học không nhé mọi người. Em Tuyên xin mời. Xin thưa mọi người, thì bây giờ thì em Tuyên cũng vừa mới dọn cơm xong. Bây giờ cũng sau một cái buổi chiều là ngồi đợi kết quả của em Và ấy. Thì cũng đã có kết quả rồi. Bây giờ thì nhà em Tuyên sẽ ăn cơm và cũng ngồi để tiện thể thông báo cho em Và cái tin vui. Đấy. Thì hôm nay thì cũng nhà em Tuyên thì hiện tại là cũng có là bố em Tuyên thôi. Vì mẹ em Tuyên thì đi làm, thì mẹ em Tuyên là người giáo viên thì cũng ngày hôm nay là trực ở tại trường. Mẹ cũng có dạy cách trường là 20 trường cách huyện là 20 cây. Nên là ngày hôm nay mẹ trực ở trường, mẹ không về, chỉ có ba bố con. Còn vợ em Tuyên thì làm trong xóm. Em Tuyên thì có mỗi, hiện tại là có mỗi bố em Tuyên và em Tuyên ở nhà. Thì đây thì hôm nay có em Và. Thì hôm nay bữa cơm thì nó cũng rất là đơn giản thôi mọi người. Thì gọi là cơm nhà nông mọi người. Thì hôm nay là mừng cho em Và ra chơi. Và cái thứ nhất là được cái tin vui là em Tuyên có thêm bữa thịt nướng. Đấy, và đây là cá. Kia là bố em Tuyên, như mọi người đã xem là cái hôm khai lễ khánh thành cầu ấy, vào nấu cơm hộ. Kia là em Và. Đấy, bắt đầu chúng ta ngồi ăn cơm và sẽ thông báo cho em Và cái tin vui nhé mọi người nhé. Được rồi, bố với em Và cho cả nhà một cái vẫy tay nào. Xin chào mọi người. Đấy. Thì bây giờ này, trước khi ăn cơm thì và anh có cái tin vui cho em này. Thì hôm nay là chiều nay đã đi lên trường rồi. Thì cũng đợi 2-3 tiếng mới có kết quả ấy. Vì cái trường hợp của em nó rất là khó, vì các cô giáo bảo là
Em đã nghỉ học xong, bây giờ là các bạn đã vào học hơn một tháng rồi. Mà cái này là sở của sở giáo dục ở dưới tỉnh. Xong là phải gọi gửi điện thông báo cái tình hình của em đấy về dưới tỉnh nữa cơ. Chứ không phải là ở trên sở giáo dục Nhà Bạc mình quyết định bố ạ. Đấy xong rồi sở dưới kia là vì em đấy phải nhập lên đấy và được các chế độ nữa. Chứ không phải không. Đấy thế là sở dưới bắt đầu mới họp bàn thì chiều nay lúc là 5:30 bắt đầu mới gọi điện thông báo cái kết quả. 5:30 6 giờ đấy. Thì có gọi điện thông báo kết quả cho em là cái tin vui là em sẽ được tiếp tục đi theo học. Và em sẽ học là lớp là 10A4. Sáng ngày mai là sẽ đi nhập học ngay. Và sáng ngày mai anh sẽ đưa em đi nhập học nhá. Thì bây giờ là ăn cơm cũng là vui mừng, thì tối nay là sẽ tranh thủ xem là tối nay đi xem mà thiếu cái gì. Quần áo thì không có rồi, quần áo chỉ có mỗi 2 bộ thôi mọi người ạ. Rất là khó khăn cho em. Và mà vì em Tuyên có hỏi là quần áo ngày xưa đi học đâu, thì em vào bảo là vừa rồi mang về nhà thì em trai có mặc, xong rồi mang đi lấy củi đi làm thuê các thứ là mặc là hỏng hết rồi. Hiện tại còn mỗi 2 bộ. Thì đây là áo em Tuyên vừa mới mua cho. Đấy, chưa mua kịp. Mua cho cái áo phông mặc chứ cứ cả ngày mặc áo cánh rất là nóng. Đấy thì đã mua cho cái áo phông rồi. Thì bây giờ tối nay sẽ đi mua thêm. Đấy, quần áo các thứ nữa, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày để sắm đồ cho mọi người. Thì bây giờ thì em Tuyên cũng xin phép là mọi người là cùng dùng bữa cơm đảm bảo của gia đình nhé. Cũng chúc mừng cho em và đã được vào trường học với mọi người. Em Tuyên xin mời cả nhà dùng cơm. Vâng, con mời bố dùng cơm. Em ăn cơm đi. Em mời ba cơm nhé. Rồi thì nói chung là cả nhà thì bây giờ còn mỗi thường thường nhà em Tuyên thì nếu mà đông đủ ấy thì có là bố mẹ này, gia đình em Tuyên là có em Tuyên với vợ em Tuyên và một em gái nữa. Nhưng em gái thì lại đang theo học ở dưới Hà Nội. Cái vừa rồi thì như mọi người đã biết là Hà Nội cũng đang cách ly ấy, nên em gái cũng chả về được. Đấy là cũng chỉ có nhà cũng chỉ có bình thường là 4 người. Vợ em Tuyên mà đi làm trong xóm thì cuối tuần mới ra cơ. Đấy là thứ bảy mới ra. Ăn cơm đi em. Đấy thì thứ bảy mới ra. Còn bình thường thì chỉ có em Tuyên, bố em Tuyên và mẹ thôi. Nhà chỉ 3 người, rất là neo người. Đấy. Bảo em vào ở lại đấy. Bảo em vào ở nhà ấy cùng em Tuyên thì em đấy lại sợ. Vì là bảo là có các bác, bình thường có các bác ở nhà không sao, nhưng các bác đi làm hết thì ở nhà rất là ngại. Nên là thôi thì cũng chiều em đấy để cho em đấy đi ở trọ, xem sẽ tìm ở ghép với bạn nào đó cho nó đỡ cái tiền trọ và cho em đấy thoải mái cái tư tưởng học hành nhé mọi người nhé. Mình chắc ở trọ thì em Tuyên sẽ không thể bỏ bê đâu. Em Tuyên sẽ quan tâm hàng ngày đi làm, hàng tuần đi làm đến và kiểm tra em đấy học hành. Và nhất là các cô giáo nữa sẽ có cái sự thông tin liên lạc liên tục nha mọi người. Và ngày mai thì sẽ đi lên trường họp và xin hỏi thăm xem còn thiếu những cái gì nữa nha mọi người nhé. Và thôi bây giờ thì em Tuyên xin phép đi, đi cả ngày rồi cũng rất là đói. Chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị ạ. Thì lúc nãy là cũng là ba bác cháu cũng vừa mới dùng cơm xong. Thì cũng đã ngồi nghỉ ngơi 30 phút đến 1 tiếng rồi. Bây giờ buổi tối này thì em Tuyên sẽ đi em và lên mua sách vở trước. Để ngày mai em đến nhận lớp. Vì sáng ngày mai phải đi nhận lớp luôn rồi. Nhận cô giáo chủ nhiệm và em Tuyên sẽ làm việc. Xong rồi
Có lẽ là em sẽ xin cô giáo là buổi chiều ngày mai cho em đến nghỉ, để là có thể là đi mua sắm và đi tìm phòng trọ cho em đấy. Đấy, chứ còn bây giờ thì cũng chưa thể kịp, tối nay sẽ ngủ nhà em Tuyên. Đấy, bây giờ là quần áo hay như nào thì sẽ, em cứ xem có quần áo cũ nào thì em vào vừa thì sẽ cho em vào, còn không thì vẫn phải mua sắm thêm để đi học mọi người ạ. Đấy, đã đưa em Tuyên, đã đưa em vào đến cửa hàng và cũng vừa rồi em Tuyên cũng chọn cho 20 quyển vở trước, 5 bút trước, chứ đưa nhiều lại dùng không hết, lại đi để chết. Em một bộ thước, cả một bộ ông ạ. Đấy. Có không thì thôi để mai cho em lên kia tự sắm cũng được. Còn những kiểu khăn mặt bà chải răng thì em Tuyên cũng đã mua rồi, mua về cho em đi tắm rồi. Quần áo thì có lẽ là về để kiểm tra. Cái quần áo cũ của em Tuyên thì hôm trước đã trói hết bà con rồi, thế mới khổ, cơ bây giờ thì không biết là còn nữa không, trong tủ không biết là còn quần áo nào nữa không. Chị em này là vừa cũng mặc quần áo cũ của em Tuyên vừa rồi, thế thôi nhỉ. Mua tạm bút trước. Đây. Tạm thời thế đó mọi người. Như các bạn đã biết thì vừa rồi thì em Tuyên với em Và thì cũng đã trải qua một ngày sáng nay là vào đón em Và này, ra này, xong rồi buổi chiều ngày hôm nay là cũng lên trên trường để làm các thủ tục xin nhập học đấy. Thì lúc đầu thì cái thủ tục xin nhập học của em đấy thì cũng có vướng chút đôi chút vướng mắc, nhưng buổi chiều cuối giờ chiều ngày hôm nay thì cũng đã nhận được tin vui rồi. Thì lúc tối nãy thì em Tuyên cũng đã đưa em Và lên chỉ, em Tuyên chỉ kịp là sắm là vở với bút, bắt đầu ngày mai lên nhận lớp, xong rồi buổi chiều ngày mai em sẽ xin cô giáo là cho em đến nghỉ học buổi chiều ngày mai, xong rồi em sẽ đi thuê tìm thuê phòng trọ. Thứ hai là xem là đồ đạc thiếu những cái gì thì em Tuyên sẽ sắm tiếp cho mọi người nhé. Vì như mọi người đã biết là chưa, không phải là em Tuyên không giữ em Và ở nhà em Tuyên nhé mọi người nhé, cho em Tuyên xin nói luôn là như thế, là vì em Và cũng có nói với em Tuyên là em ấy ngại gia đình em Tuyên. Em Tuyên bảo là không có gì ngại, nhưng mà là vì là bố mẹ em Tuyên ấy cũng có công việc riêng, đôi khi cũng đi đi về ấy, không có ai ở nhà cả, cũng như bản thân em Tuyên thôi. Em Tuyên đi quay liên tục, cũng có hôm không về nhà, cũng ngủ trong xóm, nên là em Và cũng rất là ngại là đi lại, nên là em ấy cũng bảo thôi xin phép cho em ấy được ở trọ để cùng bạn bè cho nó thoải mái cho cái việc học hành. Thì em Tuyên cũng xin phép là để thỏa theo cái ý nguyện của em Và, chứ không phải là em Tuyên không giữ nhá mọi người nhá. Đấy, hiện tại bây giờ cũng gia đình em Tuyên thì cũng coi như em Và là một người em trai, thì bố mẹ em Tuyên cũng rất là thoải mái và cũng coi em Và là một người cháu rồi. Đấy, nên là muốn giữ lại em ấy lại, nhưng mà em ấy không muốn, mà em muốn cách tự lập riêng. Thì thôi, em Tuyên sẽ chiều theo ý em đấy và để cho em tự lập, và em Tuyên sẽ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng là em Tuyên sẽ như ở đến là sẽ đưa tiền cho em vào và sẽ kiểm tra nơi ăn chốn ở, và nhất là cái việc học hành của em ấy thì sẽ ngày mai lên lớp em Tuyên sẽ trao đổi với các cô giáo là sẽ quan tâm em đấy hơn một chút, là có cái việc gì hay là sai trái gì là sẽ cô giáo chủ nhiệm sẽ gọi điện cho em Tuyên luôn, và em Tuyên sẽ lên bảo ngay chỉnh đốn lại ngay một người, nên là chứ không phải là em Tuyên sẽ đem em đưa em vào ra học là em Tuyên bỏ đấy nha mọi người, là sẽ cố gắng. Thì như cái quần áo thì thực sự là cho em Tuyên cũng là nếu ai đó mà có những bộ quần áo cũ mà vừa với em vào thì có thể cho em Tuyên xin. Vì như mọi người đã biết là vừa rồi ấy, trong thời gian làm cầu ấy, thì quần áo cũ của em Tuyên đã cho hết bà con thuê chia rồi. Em Tuyên cũng đã lên trên tủ thì cũng đa phần là không có quần áo cũ nữa, và những cái quần áo mới em Tuyên thì em vào không vừa đấy. Nhưng ngày xưa là quần áo cũ mà cọc thì em vào mới vừa, quần áo bây giờ thì không vừa nữa. Là cũng vì như ngày hôm nay em vào mang ra chỉ có một bộ trước người với một bộ quần áo bóng đá của em Tuyên ngày xưa cho, với đây cái quần này với một quần bò vừa chiều nay mặc thôi, với một cái áo trắng với một cái áo cánh đúng không. Đây là cái áo này là buổi tối em Tuyên vừa đi mua luôn để cho em ấy tắm mặc cho nó thoải mái, và em Tuyên mua là áo có cổ để đi học, với sau là có đeo hiệu đoàn ấy thì phải mặc áo cổ chứ không được mặc áo không có cổ. Đấy, nên là mặc áo trắng thì nó sáng người ra. Đấy, thì những nói chung là những cái nhu yếu phẩm thiết yếu sinh hoạt hàng ngày thì em sẽ để chiều ngày mai đi tiếp nhá. Còn thì sáng ngày mai bây giờ là cũng ngày hôm nay cũng hơi mệt rồi, không sáng ra chiều đi cả chiều nữa, thì bây giờ là cũng là 10 giờ rồi thì Và sẽ vào trong kia ngủ, và sáng ngày mai thì em Tuyên với em Và sẽ bắt đầu tiếp tục với công cuộc là dậy đi ăn sáng và đưa em Và lên trên trường, nhận trường, nhận lớp và nhận bạn bè,
và làm các thủ hoàn thành tất cả các thủ tục nhờ nhập học cho mọi người nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên cũng xin phép được tạm dừng video ở đây. Thì một lần nữa thì cũng cho em Tuyên xin cảm ơn tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân đã luôn luôn quan tâm đến em Và, để đợt tới đây là em Và sẽ được tiếp tục theo học 3 năm cấp 3 nhé. Thì Và có lời nói gì cảm ơn tất cả các cô chú nào? Có em có các chú Hồng và Co Khoa hãy nuôi mình học cái bàn nào. Cảm ơn tất cả các cô chú. Vâng, cảm ơn cô chú. Và cả anh Kiên. anh chẳng lúc gì cả, anh chỉ là cầu nối thôi. Thì bây giờ thì cũng là khá là muộn rồi, thì em Tuyên cũng xin phép được tạm dừng video ở đây. Thì mọi người thấy cái video của em Tuyên hay ý nghĩa thì hãy cho em Tuyên và em Và đây một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất nhé mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Xin chào.